Rồi thì hôm nay là có chiếc xe này là của anh Đừng trai đừng quay vô quá. đó, thì anh không quay, anh né né ra khỏi quay anh, của anh trai, của anh trai này là quận mấy anh? Quận Bình Tân thì vệ sinh buồng đốt, thì sau hồi mình xịt là hết mẹ chai này rồi. Rồi chai này cũng mấy xị giống ít đâu nha anh em. Rồi giờ mình tiếp chai khác là ít 5.000, mình sẽ vệ sinh buồng đốt đó. Thì xe này là mở tua IC đó nha anh em. Thì vấn đề mở tua thì chưa mở, để mình vệ sinh buồng đốt cho ảnh. Rồi thì nãy giờ điện thoại mình hết pin thì anh em thông cảm, mình không có rọi buồng đốt cho anh em coi được. Bây giờ là xịt thôi. Thì thời gian mà 1 tiếng đồng hồ, nếu mà anh em mà vệ sinh buồng đốt á, thì anh em phải chuẩn bị là cho mình khoảng 2 tiếng nếu mà vệ sinh buồng đốt không, tại vì cái thời gian chờ đợi đồ xịt rất là lâu, thao tác rất là lâu nha anh em. Rồi thời gian mà muốn ngắm ra thì khoảng 1 tiếng hơn. Đó. Thì công việc nó đơn giản nhưng mà đòi hỏi phải có thời gian. Cái này là nó ngắm ba cái bụi than đồ ra theo kiểu mà tan dần ha, nó tan thành những cái bọt dơ này nó ra, thì anh em phải chờ lâu, thì như là mưa lâu thấm đất á, mưa giờ mưa lâu thấm đất phải chịu thôi. Đó. Thì xe này mở tua IC nữa nha, để mình mở yên lên mình coi cái mã IC gì, để mình mở hai ngóc tám quanh lên để coi mã gì này, đợi mấy ta. Rồi nha, thì những cái clip mà mình có nội soi buồng đốt trước và sau khi á, là cái này mà mình không làm nhăn gian dối gì hết, là chiếc nào mà còn lấm đớm thì mình vẫn để, còn mà đăng mà tầm bậy trên Facebook rồi mà thấy bắt đầu bê tông mà sạch bách luôn là, thì nhiều khi là nhưng mà nó vẫn còn thì chỉ có cạo nó mới sạch vậy thôi, hay là người ta về cái đó là những cái trò gian dối thôi, còn này là sạch. Thì có nhiều xe là sạch khoảng 90% là mừng rồi, chứ đòi sạch 100% anh em cạo ra, tháo ra cạo đầu bê tông, cạo khối sức bắp thì là ok. Còn đã làm như vậy là làm giữ zin hoặc là chữa cháy không có rã nhiều, thì anh em chịu như làm như thế này thì có thể là ra được là từ 60%, tùy theo xe nó đóng nhiều hay ít nữa nha anh em, chứ không phải là anh em cứ mà hả nói là xe tôi sau hả hôm bữa thấy anh đăng lên mà thấy sạch cỡ mà 80% cho xe tôi là được 60-70%, mở một cái con ốc thôi nghiêng lên là thấy rồi đó, nhìn vô thấy rồi. Thì xe này là mở tua IC, thì mã IC là G01. Nãy mới nói là mở một con trên đây thôi là gạch cái yên lên là thấy rồi, hai con ở trên rồi, mã G01 rồi. Thì trong khi chờ đợi thì mình quay luôn chiếc này luôn, thì coi coi cái chiếc khoan để coi coi cái chiếc mà vệ sinh buồng đốt này nó chạy được bao nhiêu rồi nha. Rồi 50.000, thì anh chưa làm gì hết, thì sáng anh kêu mình là anh nhắn Zalo, anh gọi mình thì anh kêu mình làm nồi thôi, làm nồi với lại mở tua, nhưng mà mình thấy cái nồi này là ổn nha anh em. Rồi cũng không dễ dời làm gì, làm thì ăn tiền thôi, nhưng mà mình thấy là làm có khả năng là nó cũng nhích lên được miếng thôi, chứ không có thì nồi còn bắt tốt thì chỉ vệ sinh buồng đốt thôi cho nó đỡ róc đỡ giật. Rồi sẵn là xúc lại cái họng này luôn. Rồi vậy thôi, mở tua IC, xúc phun kim phun. Rồi nổi sôi xịt buồng đốt. Nhìn cái dung dịch này mà nó xịt ra giống kem đánh răng quá anh em ơi. Bọt giống kem đánh răng á, với lại mấy ngày xưa mà ở quê mà ta hay dắt heo đi thả nọc á, là mấy cái miệng heo nó ra mấy cái này nè, đó nè đó, hồi xưa mà hay dắt lợn á, dắt lợn đi thả nọc á, thả nọc qua còn khối giống mình ăn ngay nói thẳng rồi đó, nghe nghe cha mẹ nói thả nọc thì mình nói thả nọc thôi sao giờ. Rồi ok, thì xe anh này là bị lún chén cổ, anh bị dạng mà bị hơi mất chớn vô cái lốc máy người ta cái lún chén cổ, thì anh thay chén cổ đó. Xe này là thằng làng tăng cam, thay thằng làng tăng cam thì nói chung là xe này cũng chưa bể nó, nhưng mà ảnh thay để loại trừ luôn, nói chung là vậy ha. Đó chưa bể nè anh em, đó, chưa có dấu hiệu bể nha.
Thì xe này chạy bao nhiêu mà chưa bãi không? Chạy bao nhiêu ngàn này? 44 ngàn. 44 ngàn này. Đó. Nhưng mà nó vẫn có tiếng lọc sọc nha anh em. Rồi. Thì có nhiều khách đó, lại mình là làm mở tour đồ là đã gắn thằng lằn đăng cam này mình cả năm này không xi nhê vậy thôi nha em. Rồi thì thằng lằn thì mình bao là một năm là không có bị mòn đâu. Thì anh em mòn ví dụ bị hư ống 6 thì thay ống 6, còn sinh cam giãn thì thay sinh cam thôi. Còn mà bãi bánh tăng cam mà để hại máy á thì nó ăn vô tới cái cốt này là nó hại máy anh em nha. Ăn vô tới cái cốt này là nó ăn luôn sắt, mà nó tì vô nó ăn sắt là sẽ hại máy. Đó, còn nếu mà như vậy thì ok, sao hết. Thì cái xe này nó có cái nhược điểm như vậy, nhiều xe bị lắm anh em ạ. Rồi tóm lại chiếc xe này là thay tăng cam với lại thay cái thay chén cổ. Ok ha. Rồi 43.000 cây rồi, cũng chưa bãi tăng cam mà chạy rồi. Xe này cũng hên đó. Ok. Vệ sinh cái họng phun đó đi. Xin họng phun đi. Không tháo ra thay chén cổ. Thời gian chờ đợi. Rồi mình xịt tiếp nha. Xe này. Xịt chừng nào đầy nha, thời gian 1 tiếng kể từ khi mình xịt đầy cái bồn đốt này. Rất là hao dung dịch. Rồi xịt đúng nguyên tắc đàng hoàng. Rồi vô đây là đầy rồi, mình bao anh em là đầy rồi nha. Giờ mình để là 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi. Rồi đây nhận mở tu máy cho các dòng xe nè. Thì những dòng xe khác nữa thì để qua năm coi chừng nào có là có file nạp mở tu được thì mình sẽ lên mình mở cho anh em. Giờ hiện giờ là mở được những dòng này, những dòng tay ga. Thì anh em nào mà những dòng tay ga nào mở được thì anh em có thể là liên hệ Zalo với mình. Xong là mình sẽ bữa nào mình sẽ cho anh em là biết là những dòng xe nào mở được ha. Ok.
thì sau vài lần xịt vô bùn đốt á, thì là dung dịch đã được đầy lên tới miệng xúc bắp rồi, thì là xúc bắp phúc là ok. Thì xúc bắp phúc này nó cũng cao hơn cái chảo rồi nha anh em. Rồi là ok nè, mình thử cho anh em coi nè. Là đây nè, ha. Chấm vô. Đây rồi đó anh em. Cái này thì hơi to cho nên anh em không có thấy rõ nè. Đây. Lấy cái này mình chấm thử cho anh em coi nè. Thấy chưa anh em? Ok ha, giờ mình chờ một tiếng đồng hồ nữa mình sẽ xả. Rồi thì cái cần tăng cam đã gắn xong trên cam bầu, thì mình gắn tại tiệm là 600.000, còn anh em nào mà mua về 500.000. Nên có nhiều anh em nói mắc rồi lâm hết, nhưng mà anh em vô hãng mà cái này mà nó đã hư rồi tôi bảo đảm anh em luôn. Nếu mà anh em thay trong hãng luôn hay là thay ở ngoài gì không biết, nhưng mà anh em cứ thay cần này là nó bể bánh tăng cam liên tục luôn nha. Anh em thay còn quá cha là mình thay cái này nữa. Rất là nhiều người xuống đây là bị như vậy rồi, chứ không phải là riêng mình, không phải là mình lên rồi mình quảng cáo rồi mình hù anh em đâu nha. Lưu ý là kiếm cái nào để làm gì rồi. Đây là những cái mà bị bể tăng cam nè, còn hơn bề gà bên Trung Sơn đó. Đó thấy không, là đủ kiểu con đà điểu luôn nha. Muốn bao nhiêu phần trăm bể, 100% là bể, 10% gì có hết nha. Còn nếu mà anh em nói là mình gắn như vậy hay là bán thì mắc quá, thì anh em cứ cho nó rẻ anh em gắn lại chứ giờ sao giờ. Thì thợ mua cũng rất là nhiều, Bình Dương rồi ngoài Bắc miền Tây rồi, thì ta gắn là đa số là người ta nhắn tin lại, người ta nói êm á nha. Rồi vậy thôi, thì đồ chế mà thì nó chính xác là sao bằng kỹ sư được, nhưng mà nói chung là tạm anh em không có thay cái cần tăng cam này nữa vậy thôi chứ. Thôi vậy ha anh em à. Ừ đó, vậy thôi. Là đây là một cái cần mình minh chứng ở đây, là một cái cần nè. Cái cần bị bể nè anh em, của cần tăng cam Future 125 nè. Thì khi cái này nè, tại sao nó bị khuyết vô như thế này, thì ống sáo nó đẩy lên. Thì khi mà nó bể như thế này á, thì anh em biết sân cam nó cứa mà cái tốc độ nhanh. Thì những cái này là nó bị mất là do đâu? Nó vô nhớt anh em chứ đâu anh em, nó pha với nhớt á. Thì tại sao mà xe này nó lại bị xước bê tông với lại lột dên như vậy? Thì nó pha với nhớt, dĩ nhiên là nhớt nó có pha với mạt sắt thì dĩ nhiên là nó là ma sét thì nó sẽ lột dên thôi chứ có nói gì đâu. Đó, ở đây là khi mà nó đẩy chứ không nè. Cái xe này mà nó bể dữ quá thì khi mà anh em nó chổi vô cái nhông số của anh em nè, chổi vô cái nhông số là cái đầu cái đuôi mà cao su 46 nè, chổi vô nhông số thì anh em không thể nào dắt ve được, chỉ dắt tới thôi. Dắt ve là nó bị chổi lên ha. Cái ve cái nhông số nó chổi lên là bị đứng xe lại đó. Rồi thôi à, cái này rất là nhiều nè. Rồi ở đây cũng có nhiều cái để mình chứng cho anh em, để nó công anh em rồi ha. Ok rồi, người nào bể từ thời gian này thì mình sẽ sưu tập lại thành cái bộ sưu tập cho anh em thấy đó. Thì cái xe anh trai này là khi thay tăng cam xong là êm rồi nha. Hồi sáng mình định không quay cho nên là mình không có quay cái cảnh mà lúc mà chưa thay, thì nói chung là im là được rồi. Rồi ok. Rồi vậy là xong chiếc xe thay tăng cam, giờ thay chén cổ đó là ok rồi. Còn cái xe mà bên vệ sinh bồn đốt chắc phải chờ gần tiếng nữa đó. Rồi thì mình sẽ thay cái bát phốt là của Honda nha. Rồi là khỏi bị giật gì hết. Rồi thì ở đây là bộ bát phốt nè, với lại mình sẽ lóc kê bằng tiếp bắn tán cổ đàng hoàng thì nó sẽ không bị tà đầu óc cho anh em. Rồi ha. Rồi cạo vô bằng cái cây ép chén cổ đàng hoàng chứ không phải là đóng vô cho anh em. Rồi đóng ra đóng vô đúng phương pháp thì nó sẽ bền thôi. Ok. Ha. Thì xe này là nổ máy im rồi, chỉ làm chén cổ là xong rồi anh em. Rồi thì chiếc xe mà thay chén cổ với lại cái thằng lằn tăng cam á, thì sau khi chiếc xe của anh này là có dán quan âm đại sĩ nào, là mở tua cho nên anh ghiền quá anh mở luôn
Thì giờ mình sẽ nhất đồng đội mình sẽ nhấc máy ra mở tua cho anh luôn để chạy ngon. Mở tua ra thì nói chung là chạy là đỡ rốc á, đỡ rốc máy, dịu máy. Ví dụ như anh em mà có cảm giác tụt nồi nhẹ khi mà mới mua trong hãng ra luôn á thì nó sẽ bớt nhích ga là nó chạy ra. Rồi tại sao xe này không hao xăng thì như vậy á, là do cái dòng tua nó với lại do nó bóp xăng quá cho nên là nó không có giọt được vậy thôi. Rồi thì cái đây là cái một cái thao sạch mà chút nữa là mình sẽ cho anh em xem là cái dung dịch mà khi mà mình vệ sinh buồng đốt nha. Nó ra nha. Đó, rồi được rồi anh. Từ từ không có chảy ra liền đâu. Xin vô đây là chắc hở hết nửa chai. Thì chiếc xe anh trai này là làm chén cổ nè, rồi thay thằng lằn tăng cam, rồi mở tua. Thì sau khi mở tua là nó bớt nhiều lắm nha anh em. Rồi sau khi mở tua thì nó bớt rốc với lại nồi có cảm giác không tuột. Mới đầu là nó chạy dở hơn chiếc xe anh vệ sinh buồng đốt nha, nhưng mà bây giờ là ok. Thì thằng lằn tăng cam của mình thì ảnh còn nói thốn hơi mở bô gì cái đó mình không có làm. Thì xe là ok rồi, chén cổ rồi cũng ngon rồi. Thì thằng lằn tăng cam mình làm nè anh em, rất là ngon nha. Nè mình không có đụng cái này kêu nè. Rồi ok, vậy là mình kết thúc xe anh này nha. Của anh này là khi mà thay thằng lằn tăng cam với lại mà mở tua máy thì thay chén cổ chứ không có liên quan đến cái việc mà máy chạy ngon hay không đâu. Thì mình thấy là chạy là mới đầu là xe chạy không ngon bằng chiếc xe mà mình vệ sinh một đốt mà, nhưng mà giờ là chạy ngon hơn nha anh em. Thì chứng tỏ là cái không phải tại cái nồi một phần đâu. Ừ anh em. Rồi để xe này anh này sau khi vệ sinh bùng đốt với lại mở tua ra nó chạy như thế nào nha. Rồi hồi sáng là không có nội soi bùng đốt, nhưng mà rã ra khi mà vệ sinh xong là nó như thế này là anh em đủ hiểu rồi nha. Cái này là dạng mà nước màu kho cá rồi hơi bị ngon nha. Thì xe này để xong ra chạy ngon không, nhưng mà mình bảo đảm là mở tua đó là với lại vệ sinh sạch sẽ là nó sẽ bớt rốc luôn. Bớt giật đầu nè là thứ nhất. Thứ hai là số 4 nhích ra là chạy liền. Xe này là bảo đảm nếu mà xong là còn ngon nữa. Thấy không? Rồi. Thì quên nói vụ này nó nói hoài. Thì trong cái thời hạn là từ giờ cho tới Tết Nguyên Đán á là mở tour là 300.000đ, thấy không? Sắp tới rồi. Còn nhưng mà qua Tết Nguyên Đán là 500.000đ nha anh em, lưu ý nha. Rồi anh đó mở tour là chạy ngon đó anh em. Thao ngon. Rồi thì đa số là thanh niên xuống tiệm mình mở tua không, chưa thấy nữ mở tua chắc không có cảm giác được đâu, mà nữ mà mở cái khác chứ mà không có mở tua được. Rồi thì việc mà vệ sinh buồng đốt thì nó sẽ có lợi cho anh em. Thì khi mà mình chạy xe đó, hay là mình coi cái km của anh em, coi cái tình trạng buri hay nội soi buồng đốt, thì có thể là mình nội soi trước khi mà vệ sinh buồng đốt bằng cái dung dịch này nè. Thì mình sẽ có tư vấn với anh em là anh em là ví dụ như xe anh em như thế nào giữ zin, hay là sẽ vệ sinh buồng đốt giữ zin hay là phải tháo ra thấy xuống bắp, thì mình sẽ tư vấn với anh em, chứ không phải là khi nào là cũng là vệ sinh buồng đốt là tốt đâu. Khi mà cái cây nấm cây xuống bắp của anh em mà nó bị rổ rồi thì mình vệ sinh buồng đốt nhiều khi là nó lại là cái là con dao hai lưỡi, nó sẽ bị xì xuống bắp anh em. Thì mình sẽ, một là cái phương án là như thế nào, mình sẽ là nhiều xe thì mình sẽ khuyến khích anh em là sẽ vệ sinh buồng đốt, nhưng mà có nhiều xe là mình sẽ là kêu anh em là sấy xúc bắp luôn đó. Thì chiếc xe của anh trai mà đang cuối cùng mà vệ sinh buồng đốt rồi nè, thì buồng đốt dơ rồi đó, cho dù chưa có rội thì buồng đốt dơ là thứ nhất. Thứ hai là mình chạy là cảm giác là nó yếu, không phải là yếu cái nồi không đâu, là do lâu ngày rồi mình vệ sinh sạch cái cảm biến rồi chút nữa mình mở tua là nó sẽ chạy ngon thôi. Chứ mình làm nồi mình cũng lấy tiền chứ đâu phải không lấy tiền thôi anh em. Nhưng mà về mình làm như thế nào mà xe chạy ngon, thì khi mà tuột nồi á thì người ta cùng khách hàng sẽ ghé mình nữa. Thì sau khi mà tuột nồi thì mình sẽ báo tuột nồi, sẽ làm tuột nồi chứ không có làm tùm lum được anh em nha. Đó thì chứ giờ mình làm nồi thì nó cũng mạnh hơn được một chút á, thực sự là như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình vớt chuông lại nó không ngon, nó đang đều vậy, nhưng mà đó, cho nên là chừng nào mà tuột hẳn thì mình sẽ làm.
đó anh em ơi, anh em lưu ý nha. Rồi. Thì trong thời gian mở tour này là có 300 ngàn thôi, anh em cố gắng để Tết này chở người yêu ha, chở người yêu đi chơi lướt cho nó đã ha. Rồi cái gì mà mấy anh em mà chạy công nghệ rồi thì chở mấy ông Tây bà đồng đồ nặng ký thì có thể là nó không có bị lì máy nha. Thì mình sẽ mở tour cho anh trai để là xong rồi đó, mở tour nữa rồi thì nổ máy rồi, sau khi vệ sinh bồn đốt xong nổ máy rồi thấy cũng ok rồi. Mình sẽ mở tour nữa là ảnh sẽ xong chiếc xe này rồi nha. Thì anh em nào mà bây giờ là chưa có tới G01 rồi. Thì anh em nào mà có IC của những dòng xe này, Sonic gì đó, thì anh em có thể là có thể gửi, anh em ở xa có thể gửi IC cho mình mở tour rồi về gắn. Thì rất là nhiều anh em là thực hiện là rất là thành công. Này mở tour hay mở đầu mà sao thấy đầu ba cái đầu luôn rồi trật. À, nhà mở trên laptop nha, đang chạy file nha. Nói vậy mà chú Tấn bị hành. À, mãi chú Tấn đang mà bị giật giờ mất nguồn hoài, bữa nào chết IC nè. Nãy mới mở lấy cùng xe của chiếc xe kia ra mở rồi. Má này quay gần quá rồi, nó nổ rồi, biết sao. Nó nổ rồi, nổ cái không? Rồi xong rồi nha anh em, mở xong rồi đó. Ok. Tắt khóa mở lại đi. Tắt khóa. Quẹt. Chị bên đường này không biết có mở tô không nè, chị chở niệm. Sau khi mà vệ sinh buồng đốt với lại mở tô xong thì xe này chạy khá ngon nha anh em, vệ sinh hậu phun kim phun chạy rất là ngon, cảm giác tụt nồi không còn nữa đâu anh em ha. Thì xe future đèn led cũng vậy, anh em mà mua về anh em khoan hẳn làm nồi, thì để mình xuống là mình sẽ chạy, mình tập trung mình coi xe anh em bị cái gì thì sửa, thì nó sẽ xe nó sẽ chạy bốc hơn, mở vòng tua cũng không có hại máy đâu anh em nha, mở rất là ít. Rồi mình kết thúc chiếc xe này tại đây luôn nha. Rồi thì mình sẽ mở tua, mình sẽ mở tua tiếp cho chiếc xe là Future bản số thành phố cho anh em. Thì future đèn led luôn, thì mình coi là chiếc xe này là chạy bao nhiêu rồi. Thì xe này là vô một cái cần số là nhôm nè, thì dài thì đạp số nó khỏe hơn thôi, xe thì còn im, mà không biết bao chạy bao nhiêu cây số rồi. Rồi ha, thì đời này là đời 2018 nha anh em, 2018 à. Xe này là chạy là rồi 13.000 anh em ơi, 13.000 2018 2019 thì là đầu 18 cuối 19 anh em. Rồi cái chú này đi với lại bà xã nữa. Thì bây giờ là mình quay thôi, còn xe của ai là người đó lên nhận hàng thôi nha. Xe ai thì lên nhận hàng để mình chỉnh cái góc. Cái góc quay. Ok á, đẹp đó. Ok. Thì việc mở tua máy á, giúp cho xe anh em là chạy là tải nặng được tốt hơn nè, rồi cũng không hại gì máy, mấy ăn xăng thì cũng ăn mấy. Thì Yamaha nó làm vậy thì nó đã cài đặt mặc định trên nó là hơn Honda, cho nên là số của Yamaha lò xo ép nồi rất là nhẹ nhưng mà nó vẫn chạy bốc hơn. Thì khi mình mở tua máy lên đó thì nó sẽ chạy bốc hơn rõ ràng anh em, và y như cảm giác không có tụt nồi. Thì cái đó, chuyện đó là tin hay không thì anh em cứ mở tour thì anh em sẽ hiểu. Rồi những cái bình luận ở trên cái YouTube của mình á thì mình không có nói nhiều. Thì bây giờ là mình sẽ về mở tour cho chú này ha. Thì trong thời gian giờ cho tới Tết Nguyên Đán thì là 300 ngàn cho một lần được sướng. Nhưng mà qua tới mà sang Tết Nguyên Đán thì là sẽ là 500 ngàn anh em lưu ý nha. Để bây giờ anh em muốn đi phượt Tết thì sẽ tới tiệm mình để mà mở tour nha. Ok nè ha. Xe
Rồi thì xe của chú này là đang được mở tua nha anh em. Rồi đang chạy file ha. Xong mở. Rồi, xe ai thì khi mình đăng lên thì người đó nhận hàng á. Rồi ok. Anh em có thể ghé tiệm Dừa Bảy Sa Lan để ủng hộ Dừa Bảy nha. Bảy đội non lá dễ thương quá. Rồi hội người cao tuổi vậy nè. Bữa nào cũng ra chưa vậy. Rồi ha. Đó. Rồi ha. Địa chỉ của mình thì anh em search là 1841 nha, sửa xe Hồng Hoàng mà 1841 là lên liền. Đường Lê Văn Lương. Là đa số là anh em đi từ Sài Gòn xuống không à, thì từ Sài Gòn xuống đường Lê Văn Lương thì tiệm mình bên phía bên trái nha. Đó, ta đang chạy xuống á. Đó, đang bên phải chạy xuống á, tiệm mình đang khúc mình đứng là đối diện là bên phải đó, rồi chạy xuống đó. Đó thì sẽ qua đường nha. Còn ở Long An lên thì bên phải. Rồi, gần xong rồi nha anh em. Rồi như vậy là mình đã chạy thử cho chiếc xe cuối cùng của ngày hôm của buổi sáng hôm nay, thì chiếc xe này đã kết thúc buổi sáng hôm nay. Thì nói chung là xe làm xong thì bớt róc rõ ràng, anh em chạy giọt hơn. Anh em không tin thì thôi thì anh em mở đi, cái này có thể chở về zin được không sao cả, mình nạp file thì có thể là mình chở về zin được. Thì chiếc xe này là mấy phía future đèn led này mình thấy là hú từ số 1 tới số 4 luôn, anh em lưu ý chỗ đó nha. Hú hơn chứ chưa bây giờ halogen đây. Halogen thì thường bị số 2, số 3 rồi, cái này hú từ số 1, số 4 luôn nè, xe đây nè. Thì anh em nào mà muốn thay bộ số thì mình sẽ thay bộ số neo, mình bao là hết gào cái tiếng này. Rồi. Đó thì mình sẽ kết thúc chiếc xe này, thì anh em nào mà có chiếc xe này mà bị hú anh em biết rồi, chứ mình không có cần chạy thử đâu anh em. Mình không có thần thử cho anh em biết đâu. Rồi. Thì xe này của chú ở Củ Chi nha. Rồi ok. Rồi mình kết thúc video tại đây nha cho buổi sáng hôm nay.